Sau đây là phần cài đặt phần mềm Cura. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Cura phiên bản 15.04. Phần mềm sẽ được cung cấp cho khách hàng khi khách hàng mua máy và nó được đính kèm trong USB. Ngoài ra, khi cung cấp phần mềm thì công ty sẽ cung cấp thêm cho khách hàng một bộ profile. Bộ profile này do công ty đã chuẩn bị sẵn và khách hàng có thể load vào để có thể sử dụng. Chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. Chúng ta lưu ý nhớ tích vào hai ô này để phần mềm có thể mở được các file có định dạng như vậy. Cơ bản phần mềm đã được setup xong. Bây giờ là đến phần thiết lập machine setting. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái máy ảo. Máy ảo này sẽ là mô phỏng cái kích thước của máy thật của mình. Chúng ta làm theo các bước. Chúng ta chọn order vì dòng máy của Bademaker không thuộc các cái dòng máy đã được liệt kê sẵn ở đây. Chọn custom. Đến bước này, chúng ta lưu ý nhập kích thước của máy mình vào. Mình sẽ giả lập là đây là máy Pro 230 và kích thước của máy Pro 230 là 250 300 250 và lưu ý cả này là 0.4. ở phần này mọi người lưu ý là phải lập nhập đúng chính xác cái kích thước này, và kích thước này thường đi kèm theo hợp đồng của máy. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin về máy của mình ở trên trang web của công ty Bademaker. Ở đây kích thước của nozzle size là 0.4. Lưu ý kích thước này phải chính xác vì kích thước của nozzle size cố định theo máy. Khi những thông số này sai, ví dụ trường hợp kích thước máy này nhập sai, nếu chúng ta nhập lớn hơn kích thước của máy thật, nó sẽ chạy vượt quá hành trình mà sẽ gây ra những hỏng hóc. Và nếu khi chúng ta nhập sai kích thước của nozzle size thì màu in ra chất lượng sẽ không đẹp, nên lưu ý kích thước này phải nhập chính xác. Ok, đây chúng ta đã vừa tạo ra một cái máy này. Giả sử chúng ta muốn tạo thêm một máy khác nữa có được không thì hoàn toàn được. Click vào đây, chọn này, các bước làm tương tự. Đây ví dụ chúng ta có thể đặt Pro 230 kích thước cũng là 250 250. Trường hợp máy mình có bàn nhiệt thì chúng ta phải tích vào ô này, còn sử dụng nhựa PLA thì không cần tích vào ô này. Ok, thì mọi người có thể thấy được đây, hiện tại đã có hai máy đã được hình thành ở đây. Trường hợp muốn điều chỉnh cái gì đó thì chúng ta có thể vào phần này và lưu ý là chỉ điều chỉnh những thông số về kích thước máy. Và bước thứ hai, sau khi cài đặt phần mềm xong, chúng ta tiến hành load profile do nhà sản xuất cung cấp. Tại vì sao? Thứ nhất là cái profile này đã chứa sẵn những cái thông số cấu hình phù hợp với kích thước máy và nguyên liệu. Ví dụ ở đây hiện tại là kích thước của sợi nhựa là 2.85, nó không đúng với kích thước sợi nhựa của Rockwool, do đó sẽ dẫn đến insight. Bây giờ chúng ta tiến hành load profile. Để load được profile, chúng ta vào file, chọn open và chọn đến nơi có chứa profile của chúng ta. Trong profile cung cấp khách hàng thì thường sẽ có 3 cái profile với chất lượng in khác nhau: profile bad, profile good và normal. Thì ở đây các profile này khác nhau về chất lượng in. Việc khác nhau về chất lượng in là sẽ dẫn đến khác nhau về thời gian in. Đối với profile bad thì thời gian in sẽ lâu nhất nhưng chất lượng in sẽ tốt nhất. Bây giờ mình sẽ chọn một cái nào đó thì chúng ta có thể thấy các thông số ở đây đã thay đổi. Bây giờ là kích thước nhựa đã thay đổi 1.75. Tương ứng như vậy, trong này những thông số ở trong này cũng sẽ được thay đổi theo thông số phù hợp. Một tính năng khá thú vị của Cura đó là việc chúng ta thao tác trên máy ảo này không ảnh hưởng đến thông số của máy ảo khác. Ví dụ vừa nãy chúng ta thao tác trên máy ảo
Pro 230 thứ hai, thì việc các thông số trên máy ảo Pro 230 thứ nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Việc này giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho việc điều chỉnh file của mình. Bây giờ giả sử chúng ta muốn để sử dụng mạng này cũng tương tự, chúng ta phải load cả profile khác. Nhiều bé. Thì đây, những thông số này nó đã thay đổi. Việc tùy chỉnh các thông số này thì nó sẽ được lưu khi tắt chương trình. Lần khởi động tiếp theo, những thông số này sẽ không thay đổi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem phần giao diện của phần mềm. Ở đây chính là phần tròn model. Ví dụ đây là một file. Ở đây sẽ là các chế độ xem model. Hiện tại chúng ta đang ở trong chế độ normal. Đây là chế độ mặc định của chương trình. Một chế độ khác là chế độ layer. Ở trong chế độ này, đây là chế độ mà nó sẽ cắt lớp màu in cho chúng ta xem quá trình hình thành màu in. Đây. Và chúng ta có thể xem ở chế độ mỗi lớp đơn ở đây hoặc là multi. Còn ba tùy chọn đây chúng ta ít khi dùng đến. Ngoài ra, Cura cung cấp chúng ta một số tính năng. Thứ nhất đó là chúng ta có thể xoay phần mềm theo các hướng khác nhau. Mục đích của chức năng này là để cho chúng ta có thể điều chỉnh hoặc đặt màu in sao cho phù hợp nhất, tiết kiệm nhiều ý nhất. Ví dụ cũng với màu in này, hiện tại nó in hết 3 giờ, nhưng nếu mình đặt ở thế này thì nó sẽ mất 3 giờ, nhưng ở thế khác thì nó có thể mất ít thời gian hơn, là chỉ mất 2 giờ thôi. Và một thể khác nữa có thể nhiều thời gian nhất là thế này, 3 giờ. Tuy nhiên, tùy theo ứng dụng thực tế của chúng ta mà chúng ta chọn thể đặt phù hợp. Những thể đặt nào mà có cái bề mặt tiếp xúc với mặt bàn, phần nào tiếp xúc với mặt bàn thì phần đó sẽ không được đẹp, và phần nào nằm bề mặt thì phần đó sẽ ok nhất. Ví dụ đối với mẫu này thì cái phần bề mặt trên này sẽ đẹp nhất. Hoặc nếu mình muốn lấy bề mặt trên top này đẹp thì chúng ta buộc phải xoay cái này, nhưng khi xoay như vậy thì nó sẽ sinh ra phần gây chồng. Phần gây chồng để đỡ ra cho những cái phần nhô ra ngoài không gian. Đây, mặc dù đây là thể in tốn thời gian, nhưng chúng ta vì nhu cầu của chúng ta cần bề mặt này đẹp nên buộc chúng ta phải đặt thế này. Như vậy chúng ta có thể thấy được việc đặt màu in ở các tư thế khác nhau thì có thể dẫn đến thời gian in khác nhau. Ngoài ra, Cura cung cấp thêm cho chúng ta tính năng là phóng to hoặc thu nhỏ. Ví dụ chúng ta phóng thu nhỏ 0.5, 0.45. Trong trường hợp bạn muốn chỉ phóng to hoặc thu nhỏ ở một phía nào đó, chúng ta có thể mở ổ khóa này để chỉ thay đổi trục đó, tương tự cho các trục khác. Một tính năng khác đó là lấy đối xứng theo các trục. Để phóng to thu nhỏ giao diện, chúng ta có thể lăn chuột giữa. Để xoay máy, chúng ta click chuột phải và giữ chuột. Để di chuyển vật, chúng ta đưa chuột vào vật và click vào vật và giữ chuột trái để di chuyển. Khi click chuột phải vào vật thì sẽ hiện lên một số chức năng như là đặt vật về vùng giữa bàn in, xóa màu, nhân bản màu, hoặc là chúng ta có thể xóa bỏ tất cả các màu. Trên đây là phần giới thiệu phần mềm Cura, thì những phần tiếp sau sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng phần mềm.